Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Jam TCR 6500, dòng xe đạp đến từ cái thương hiệu cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Jam. Thì cái dòng model TCR này được rất nhiều các bác tin dùng. Thì đây là một cái dòng xe mà form dáng đẹp, cấu hình cao và giá cả rất là phải chăng. Hôm nay em về một chiếc xe khung nhôm full cấu hình Shimano Tiagra, bánh 700c. Và toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin hết 100% các bác nhé. Khung nhôm, dây thì toàn bộ chạy êm sườn. Được sử dụng công nghệ nhôm Alloy FL, một loại nhôm công nghệ mới của Jam. Có loại nhôm siêu nhẹ, cho khung rất là nhẹ. Và cái công nghệ Alloy này giúp hãng xe Jam đạt được cái thành tích là Jam là xe, hãng xe sử dụng khung nhôm tốt nhất thế giới hiện nay. Hôm nay model TCR 6300, khung xe rất là đẹp, khung vuông cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn. Chỉ có là do đã qua quá trình sử dụng xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi do quá trình sử dụng. Được dùng một set group của Shimano Tiagra phun từ bộ chuyển động đề sau đế trước, rồi đùi đĩa trục rỗng, một phanh ba mảnh và đuôi tay lắc, phun hết một bộ Shimano Tiagra nguyên bản theo nhà sản xuất các bác nhé. Zin của nó thì cọc yên nó có cái đèn, em cũng không biết là nó có dùng được không, thì em cứ để lại cho các bác nguyên zin. Mây cũng theo xe luôn đó, vành mây theo xe hết. Cuốn hết một set Tiagra. Cái dòng màu xám này nó cũng đời khá là mới. 10 lít 3, 10 lít và 2 đĩa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì là size của xe là size M, phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75. Chuyển động Tiagra 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Con xe có 20 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt mà, để nhìn trên hình. Và chiếc xe này người bán cho em mức giá là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.